Thời gian qua, tình trạng người dân dắt chó đi dạo hoặc thả rong ngày càng phổ biến. Điều đáng lo ngại là nhiều người vô tư để chó không rõ mõm, chạy rong ở những khu vực công cộng như hoa viên, đường, khuôn viên chung của các khu dân cư, gây ảnh hưởng đến sự an toàn và vệ sinh chung. Ngay tại quảng trường 10 tháng 3 thành phố Buôn Ma Thuột, nơi hàng ngày có hàng ngàn người đến vui chơi, tập thể dục, cũng thường xuyên thấy cảnh những con chó chạy rong, thậm chí là thải phân ngay trên những bãi cỏ và lối đi, khiến nhiều người cảm thấy khó chịu nhưng lại không thể lên tiếng. Không chỉ hít phải mùi phân chó mà không ít người còn giẫm phải, thậm chí vô tình ngồi lên bãi phân. Trong khi ý thức của chủ vật nuôi còn chưa cao, cần có sự vào cuộc hơn nữa của lực lượng chức năng. Có như vậy mới loại trừ được nguy cơ chó thả rong, cắn người và phóng thải ra môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.